Vào hôm qua 5 tháng 4, các nhà nghiên cứu từ Viện Lý thuyết và Thực nghiệm Sinh lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga RAN đã tạo ra một loại vải độc đáo để băng bó và làm lành vết thương hở, được mệnh danh là da nhân tạo dựa trên các tế bào da của bệnh nhân. Công nghệ này hiện đã được thử nghiệm thành công trên chuột. Với lớp da nhân tạo này, vết thương hở bên dưới sẽ được bảo vệ, tránh khỏi nhiễm trùng và các tác động bên ngoài, đồng thời cho phép các tế bào phát triển và đảm bảo rằng vết thương không bị ướt hoặc quá khô khi nằm dưới lớp vải. Da nhân tạo được tạo thành từ collagen chứa đầy các tế bào hạ bì, được gọi là nguyên bào sợi và một lớp tế bào biểu mô, tế bào sừng giống như da người. Chất liệu mỏng này giúp tăng cường khả năng chữa lành vết thương bằng cách cung cấp thêm collagen. Theo các nhà nghiên cứu, phải mất 2 ngày để làn da mới lành, thậm chí là với những vết thương nghiêm trọng nhất. Công nghệ tiên tiến được phát triển tại thành phố khoa học Puskino của Nga, nơi đặt trụ sở của Viện Ranh, được biết vào đầu năm 2019, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã từng triển khai công nghệ sử dụng máy in 3D để tạo ra các lớp da sống trên da bệnh nhân. Sau khi thử nghiệm thành công công nghệ này trên chuột,